Hello chào cả nhà, bản tin trưa ngày 15 tháng 11. Hôm nay là một phiên giao dịch mà đỏ lửa của toàn thị trường. VNIndex hiện tại đang ở 1220 rồi. Và nếu mà so với mốc 1243 mà chúng ta đã nói với nhau về câu chuyện bắt đáy thì nó hiện tại nó đang hơi xa. Ngày hôm qua thì em có chia sẻ với anh chị về việc là chúng ta đã bán để quản trị tài khoản, thì đúng là ngày hôm nay với cái trạng thái breakdown như vậy thì nó vẫn giảm tiếp. Tuy nhiên là anh chị không cần quá lo lắng nhé. Và nếu anh chị nào ngày hôm qua chưa bán thì thôi, tại vì bây giờ cái đa bán nó đang quá mạnh rồi và nó đang gây ra cái sự mất cân bằng tương đối lớn ở trên đa phần các mã cổ phiếu. Trừ một số mã cổ phiếu nhóm khu công nghiệp ra thôi. Thì anh chị có thể thấy đây là đồ thị của VNIndex, chúng ta đã hiện tại đang out khỏi Bollinger Band và rất dễ có khả năng tạo một cái đáy ở đây. Sáng nay mở một cái gap khoảng 3 điểm cho thấy sự bán tháo là có. Và cái đà bán tháo này nó sẽ không dừng lại, tại vì gap này sáng nay không lấp, cho thấy tâm lý tiêu cực của thị trường. Tuy nhiên là mình cũng không cần có hoảng loạn. Ở đây cũng rất gần vùng hỗ trợ hội tụ rồi. Đây là mở trên khung đồ thị tuần nhá. Anh chị có thể thấy ở trên một cái góc nhìn rộng hơn thì chúng ta vẫn đang ở trên khu vực mà sideways biên rộng thôi, và chúng ta chuẩn bị có một cái hỗ trợ hội tụ ở đây, cái hỗ trợ nối đáy cũng như là vùng mây đỡ của Ichimoku ở quanh khu vực 1200 1205. Ở đây sẽ là cơ hội bắt đáy lớn nhất cho chúng ta, nhưng mà không phải trong ngày hôm nay, có thể sang tuần sau, tại vì bây giờ ở trong khung ngày chúng ta đã out khỏi Bollinger Band rồi, và out Bollinger Band nặng như này chắc chắn nó sẽ có rút chân thôi, chứ không thể là đi lên quá mạnh mẽ được. Và trong trường hợp là khỏe nhất của thị trường thì chúng ta sẽ lên lấp lại gap này luôn, sau đấy rồi sẽ tiếp tục dò xuống xem là lực cầu nó ở đâu. Bây giờ không có lực cầu ngắn hạn nữa anh chị nhé, bây giờ lực cầu đa phần là lực cầu trung hạn đâu. Và cũng như ngày hôm qua em nhắc nhở với anh chị rồi, ngày hôm qua thì em cũng có làm một video về việc là DXY quá căng rồi, tức là cái tỷ giá nó đang lên quá cao ấy. Trong buổi sáng thì em có nhắn ở trong room đấy, nhưng mà anh chị mà không ở trong cái room miễn phí này thì mình phải bắt buộc là phải đợi buổi trưa. Anh chị có thể quét cái mã ở bên góc phải trên màn hình này để vào room nhé. Thì nếu mà anh chị đã thấy thì việc mà áp lực tỷ giá có thể kéo VNIndex xuống 1223. Và ngày hôm qua buổi chiều thì em cũng có làm video là việc thủng đáy 1234 thì bắt buộc phải xử lý tài khoản để giữ vốn. Trong room khách hàng thì buổi chiều ngày hôm qua này em cũng nhắn anh chị rồi. Tức là các mã bắt đáy 1243 bán hết. Có lỗ hay là có lãi, một vài mã lãi nhẹ thôi, đa phần là chúng ta phải chấp nhận là cắt 1243. 10 điểm của VNIndex thì anh chị mất đâu đấy khoảng 0,5 tổng danh mục, và có một vài mã thì sẽ lỗ nặng đâu đấy khoảng 3 đến 4% trong ngắn hạn nhá. Nhưng mà nếu mà mình không cắt thì sẽ còn mất nhiều hơn, tại vì hôm qua breakdown chỉ có các mã mua trung hạn từ đầu tháng 8 giữ nguyên thôi, tại vì còn lãi khá nhiều. Đấy, hôm qua thì cũng chia sẻ với anh chị về việc là có thể sẽ có phân kỳ tạo đáy, nhưng mà việc mà nó phân kỳ tạo đáy thì nó phải có xác nhận, và nếu có xác nhận thì mình sẽ tham gia lại, chứ còn cứ breakdown như này vẫn đang tiếp tục đà bán xuống thì chúng ta sẽ chưa tham gia ngắn hạn vội. Đấy, các cổ phiếu bắt đáy mùng 5 tháng 8 thì có thể là vẫn lãi thì vẫn giữ được. Đấy, nếu mà có cập nhật thì em sẽ cập nhật thêm. Thì hiện tại với trạng thái của thị trường này, anh chị sẽ thấy là mình sẽ không đánh ngắn hạn được nữa, và những cái kèo mà T cộng thì gần như là sẽ phải bỏ qua trong giai đoạn này, và chúng ta sẽ chỉ săn các mã cổ phiếu, tiếp tục lại săn cổ phiếu rẻ giống giai đoạn đầu tháng 8 em và các anh chị đi mua thôi. Đấy, chúng ta sẽ săn những cổ phiếu mà có vùng giá mà hợp lý ở gần vùng hỗ trợ, thậm chí đâm xuyên thủng hỗ trợ rồi. Đấy, mình sẽ mua và chờ nó hồi lên và test lại các vùng hỗ trợ cứng, thì ở đây sẽ là thời điểm mà chúng ta làm một nhà đầu tư với góc nhìn chung dài hạn hơn, tại vì trên con đường dài của thị trường nó là xu hướng tăng chứ không phải xu hướng giảm, và trong nhịp tăng nó sẽ phải có những cái nhịp ép bán xuống như này để có thể vượt qua được. Sau này khi mà vượt qua 1300 thì những vị thế mà chúng ta lấy trung hạn giai đoạn này sẽ là những thứ đẹp nhất để chúng ta có thể ăn trọn cả con sóng nha anh chị. Về phía các mã cổ phiếu thì em thấy là cũng khá ok rồi, khi mà nó đang bị áp lực về tỷ giá, nó bị bán mạnh quá thì bắt đầu nó out Bollinger Band. Đấy, và trạng thái bán thì cũng bắt đầu về gần những vùng hỗ trợ trong trung hạn hơn, thì anh chị có thể cân nhắc giai đoạn này. Đấy, chiều nay thì em sẽ nhắn vào trong room khách hàng một vài mã cổ phiếu có thể bắt đầu mở mua được. Nếu chị quan tâm thì có thể theo dõi video ở kết thúc phiên giao dịch buổi chiều của em ngày hôm nay, em cũng sẽ chia sẻ đến anh chị. Ngoài ra thì những anh chị mà đang kẹp hàng, đang có một vấn đề không tốt đối với tài khoản của mình, tức là trạng thái tài khoản đang âm nặng, đang rất xấu ấy, thì phải liên hệ ngay với em sẽ hỗ trợ anh chị làm sao để xử lý tài khoản của mình một cách đẹp nhất anh chị nhé. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại cả nhà vào những phiên giao dịch tiếp theo.